Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay cái video nữa đây. Thì như cái video trước á, mình cũng đã quay về cái chủ đề là mình lên cái cặp The Mi đổi màu và cặp Si Nhan trước, Si Nhan sau đổi màu luôn. Thì cái cặp The Mi đổi màu này của chiếc xe của mình á, thì đã gắn, mình gắn cái đèn này thì cũng khoảng một năm rồi, hơn một năm rồi nha các bạn. Thì nên cái remote để đổi màu á của cái The Mi á, nó đã bị hư và không còn đổi màu nữa, nên mình không có đổi màu cho các bạn xem được trong cái video này. Thì cái video trước á thì mình quay vào ban ngày á, nên mình không thể hình dung rõ được cái cuộc chớp của Si Nhan, với lại mình thay đổi cái màu sắc của Si Nhan á, thì nhìn vào buổi tối thì nó mới đẹp. Và mình sẽ cho các bạn xem vào buổi tối thì nó chớp như thế nào và nó cũng có sáng không như ban ngày không nha. Thì vào ban ngày thì nó không có sáng đâu, chỉ có ban buổi tối này thì mình nó có cái độ tối của nó thì nó mới sáng được. Nói cái gì ta, nó có cái độ, nói chung là nó trời tối thì nó mới sáng cái bóng đèn được. Mình nói riết bị khùng rồi các bạn ơi. Rồi ok nha, thì không có liên thuyên nữa, thì vô chủ đề luôn nè. Thì mình quay vào buổi tối thì nó hơi bị tối. Có gì ta, mình quay vào buổi tối á, thì cái video nó chất lượng nó không có được đẹp và nó hơi bị nó bị, cái video nó sẽ bị nhòe nhòe, các bạn thông cảm cho mình. Chủ yếu là video này mình quay cho bạn xem cái Si Nhan thôi ha. Rồi ok, giờ mình sẽ tới gần. Thì bản chất là cái xe này đã lên cái The Mi đổi màu. Thì đây, cái The Mi đổi màu, giờ nó hết đổi màu được rồi, thì nó đã bị hư rồi, không còn đổi màu nữa. Thì mình sẽ cố gắng đặt một cái cặp The Mi khác về để mình thay vô và đổi màu cho các bạn xem các chế độ màu, và cũng như là sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn cái đèn The Mi rất là đơn giản. Nè, các bạn thọc tay vô nè, thọc tay vô là bạn thấy không, nó rung rung nè. Để mình lấy nét nha, đó bạn thấy rung không, đó rung rung này đó. Mình có lấy tay mình thọc vô dưới cái hộc này là ok. Thì mình quay vào buổi tối, mình chỉ yếu mình test cái đèn cho bạn xem thôi, là cái test cái đèn Si Nhan nha. Đây, để mình bật cái Si Nhan bên này xem. Đó, nó chớp, thấy không? Đó, nó rất là gọi là chớp, rất là ghê luôn. Nó không có phải là chớp như cái bình thường. Thì như cái video trước mình đã nói là mình đã thay cái cục chớp thôi. Cục chớp có rơi vào khoảng có 50 hay 60 rồi, mình cũng không nhớ nữa, nhưng mà mình đều đặt ba cái hàng này trên Shopee hết. Và mình nói lại luôn là cái đèn zin của thằng Winner này là cái màu vàng cam nha. Đó, thì mình không thích cái màu zin nên là mình đã đổi cái Si Nhan sang màu tím, đằng sau thì màu xanh. Si Nhan sau màu xanh thì tí nữa mình sẽ nói sau. Thì trước mắt là cái The Mi trước đây là màu tím nè. Đó, màu tím nè, các bạn thấy không? Hay màu tím. Rồi ok. Thì nó chớp được như vậy là nhờ mình thay cái cục chớp. Nó có cái loại chớp nó còn nhanh hơn vậy nữa nha các bạn nha. Nó còn nhanh hơn nữa nên mình không có thích nó chớp quá. Ở chớp vừa vừa thôi, chớp này là cái người đi sau cũng đủ nhức đầu rồi. Rồi ok nhá, đây mình sẽ quay trực tiếp nha, đối diện nè. Đó, cái người mà ở phía trước nó đi tới á, nó sẽ chớp như thế này nè. Đó, cái màu tím nha các bạn. Thì có nhiều bạn hỏi là cái màu tím này á, gắn vô thì công an nó có bắt không. Thì mình cũng nói thẳng luôn, thì hiện tại đó mình bị công an nó thổi vô vì cái lỗi là cái đèn Si Nhan này đi vào ban ngày khi bạn Si Nhan á, là nó sẽ không có đủ ánh sáng để cho người ta nhận biết được. Thì buổi tối thì các bạn thấy nó rõ vậy thôi, chứ nếu mà bạn đi ban ngày á, ánh sáng nắng á, là nó sẽ không có sáng như cái đèn vàng cam nha các bạn nha. Nó sẽ bị giảm độ sáng của nó. Và thứ hai nữa là mình cái dải đèn The Mi này á, là mình có dán cái đề can đen. Mình đã dán một cái lớp đề lớp như keo bóng á, keo khói á, nói chung nó đen đen á, nhìn cho nó ngầu thôi. Bởi vậy nó cũng sẽ giảm cái độ sáng, nhìn ban ngày nó khi Si Nhan là nó khó lắm. Đó, do đó là mình sẽ chỉ chủ yếu là quay vào buổi tối để cho các bạn hình dung, để các bạn này nhìn rõ được cái Si Nhan này thôi. Và cái tiếp theo thì mình sẽ quay phía sau thôi, nó chớp này các bạn nha. Phía sau thì mình đã đổi sang màu xanh này, các bạn thấy không? Đó, phía sau mình đã đổi sang màu xanh thì nó sẽ quay, chủ yếu là quay chia sẻ thôi. Đó ok, thì mình sẽ chuyển Si Nhan sang màu xanh. Đó, rồi
để mình chỉ ăn sáng đó. Mấy buổi tối nó mới sáng được anh ơi. Đó, có ông anh đang làm trong công ty, ông anh hỏi đi làm gì, nó thấy ngồi quay nhìn khùng ở đây nè. Rồi ok, đây mình sẽ quay xa cho bạn xem nha. Đó, bạn nhìn thấy không? Đó, nó sẽ chớp, đằng sau là màu xanh nha các bạn. Đó, nó sẽ chớp như thế này nè. Đó, mình tại vì sao mình chọn màu xanh? Tại vì khi mình chọn màu xanh này á, là nó sẽ trùng với cái màu đỏ. Mà các bạn thấy không, mấy ông nội mà cảnh sát giao thông nó sẽ có cái đèn chớp chớp màu xanh với màu đỏ á. Rồi mình lấy ý tưởng đó, mình cho cái xi nhan sau màu đỏ luôn, chứ lúc màu xanh luôn. Chứ lúc đầu mình định cho màu tím á, cho nó màu tím cho nó chớp thôi, nhưng mà thấy màu xanh nó hợp lý hơn. Với là cái đèn đuôi stop này mình đã đổi sang cái stop chớp nha các bạn nha. Thì do đó là nó sẽ chớp thôi. Hậu ơi, đang hỗ trợ cái Hậu ơi. Nhanh lên. Mình đang nhờ thằng bạn hỗ trợ để đạp cái phanh để mà cho nó chớp, cho các bạn hình dung rõ nha. Quay một mình nó không có hợp lý. Hỗ trợ đạp cái thẳng ấy để quay cho nó chớp lần sau nè. Ok, giờ mình đang chờ nhờ thằng bạn hỗ trợ rồi. Đó, đạp thẳng, đạp vô luôn, đạp thẳng trên rồi. Ok, đạp vô rồi. Đó, các bạn nhìn thấy không, thì đó, nó chớp, nó sẽ chớp giữa cái đèn xi nhan với lại cái đèn stop để nó sẽ tạo giống như là một cái gọi là bullet các bạn ơi, cho nó nói cho nó ghê gớm vậy thôi. Đạp thẳng sau luôn rồi, thì mình quay từ xa các bạn xem nha. Đó, nó chớp riết mà cái thằng mà đi sau các bạn ơi. Đó, nó sẽ nhức đầu luôn rồi. Riêng mình thôi là mình thấy đủ nhức đầu rồi, không biết ông nội là đi sau không biết nó như thế nào thôi. Rồi ok, cảm ơn bạn nha. Vô lượng 5 xịn. Vô kia lượng 5 xịn nha. Wow. Hỗ trợ nhiệt tình quá. Ok, đang quay review mà từ bình tĩnh. Mình đang chuẩn bị ăn cơm các bạn ơi, nên mấy anh kia hối quá. Mình đang cố gắng quay cho xong cái clip này đó. Mình quay cái góc khác nha, mình quay xin nhanh lên đây đi. Rồi mình đây. Rồi nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, nó cây quay cái góc bên này thì nó cũng như nhau thôi, nhưng mà đổi góc để cho nó góc bên này nó tối hơn bên kia. Rồi. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, nó chớp kinh khủng luôn. Rồi giờ cộng thêm cái AYA này nữa. Hoặc là mình đang định gắn thêm cái AYA ưu tiên đó các bạn, để mà xem coi như thế nào. Định gắn thêm cái AYA cho nó chớp, mình để cái ưu tiên cho nó chớp hai cái bóng đèn luôn. Giờ mình sẽ bóp thẳng nha, bóp thẳng lại cho bạn xem lần nữa nè. Các bạn thấy không, nó chớp kinh khủng trời đất luôn nè. Đó, rồi xong. Thì hôm nay chia sẻ cho các bạn một số vấn đề vậy thôi. Xi nhan đổi màu thì nói chung là cái video này thì có thể nhiều bạn cũng đã gắn rồi. Đi bạn V1 nhà mình thì cũng đã gắn rất là nhiều rồi. Thì chỉ quay lại cho các bạn chia sẻ là quay vào cảnh buổi tối để cho các bạn hình dung được cái xe thôi. Thì cái camera của mình thì nó không có được đẹp lắm, nên quay buổi tối nó hơi bị mờ các bạn ơi. Đó, thì để cho mình xem là khi gắn cục chớp vô là cái chớp cái xi nhan ở trên cái phần đầu này nó sẽ chớp vậy thôi nè. Các bạn thấy không, nó chớp liên tục luôn nha, nó chớp liên tục luôn đó, nó chớp liên tục vậy luôn nè. Mình xi nhan sang bên đây coi nè, các bạn nhìn thấy không? Đó, còn cái này là chữ đu vét này các bạn. Đó, vậy thôi, gắn lên cho nó màu mè thôi. Rồi ok, rồi chuẩn bị kết thúc clip nha các bạn ơi. Quay lại nha. Rồi. Đó, thì cái video này mình chỉ chia sẻ cho các bạn là cái vấn đề là mình độ nhẹ cái đèn đầu mi đổi màu cho nó nhìn cái xe đỡ hơi bị lúa, và lên cái cặp xi nhan trước, cặp xi nhan sau. Trong cặp xi nhan trước mình đi màu tím, cặp xi nhan sau mình đi màu xanh, và mình đã thay luôn cái cục chớp. Thì khi mình thay cục chớp thì nó mới chớp được như vậy nha các bạn, chứ mình không thay cục chớp là không bao giờ được đâu. Đó, khi thay cục chớp thì nó mới chớp nhanh như vậy thôi. Đó, thì nếu mà các bạn nào mà đã đi cùng kiểu với mình và cũng như là có độ theo kiểu giống mình á, thì các bạn cho mình một like và một đăng ký, cho mình cái comment ở dưới để mình biết nha. Thì video này cũng chả chỉ dạy mà cũng chả có nói là mình chỉ các bạn lắp hay là dạy bảo các bạn gì đâu, chỉ là chia sẻ cho các bạn để mà các bạn xem thôi, xem vui thôi. Thôi, cái ngón tay của mình ở dưới. Ok. Đó, để cho các bạn xem vui thôi, chứ cũng không có liên thao liên thiên gì nhiều. Đó, chỉ có lấy nãy giờ nói nhiều vậy để cho cái clip nó dài ra thôi, chứ
với mục đích cũng chỉ là câu view thôi. Ok các bạn nha, video hôm nay mình chỉa vậy thôi, hẹn gặp các bạn trong các video sau. Nên mình sẽ kết thúc cái video ở đây, buổi tối quay hơi bị mờ. Rồi, xin chào và hẹn gặp các bạn trong các clip sau. Xin chào.